Dạ nó tới rồi cà. À, vô đây. Đó, có một máy này cho. Chỉ gì nữa? Chỉ đội định livestream bán chỉ, hàng chỉ cho. Nó cắt cua trai á. nó thương anh nữa, thương cái đồ cua. Thì livestream có gì đâu, chỉ thì cứ bấm điện thoại lên thì... Nhưng mà nó không biết nói gì, rồi nó không biết diễn tạc gì kia. Nó kêu thôi ngồng gặp mấy này kêu ngồng chỉ cho nó đi. Bé nè. Bây giờ à, bữa nay tôi bán này ai mua mua hỏi tắt bán được thôi thôi giờ rồi mình ấy đi bắt lên rồi mình chỉ nó đi cho làm à, tập cho nó nói cho quen ờ gì? Tập cho nó cho nó quen là chim tưởng tôi bấm trên điện thoại ai cứ bấm có bây giờ mình cứ tập đi mình bây giờ mình bấm thử đi mình live stream thử đi sẵn có mấy anh em này nè ủa phải cho chỉ mày mày ngồi giờ mày ngồi chứ điện thoại đi cho chỉ mày live stream đó rồi mày bán chưa Thảo là đó hỏi Thảo live stream luôn thử thử cái nọ Thảo live stream đi thử luôn đó. Thử không thiệt luôn tự gì đó làm thiệt luôn đó rồi sẵn cái bán gì đó mày nói có bán bé không mày bán gì tao nha bán gì thôi mày bán bé tao đi bán gì nói tao bây giờ hỏi mua luôn em Thảo bán không thôi mày bán em bé cho tao đi mày ơi đi bấm em ngồi coi ngồi ngồi thì bây giờ em làm đi em ngồi chấm điểm lên nhắn lên à, bấm đi em hello bấm mọi người đi lên cái, em làm giùm nó đi cho nó hello trước rồi bắt đầu mẹ rồi ấy cho mày lên hello rồi rồi nói lại lên thôi chưa dặn chưa để tôi dặn trước cho rồi nói thằng thảo đi hỗn thảo có chưa chọn người ta tập tôi đang tập chưa nó không ăn né mặt ông ra bây giờ thấy cái mặt ông ta ớn quải cái đầu trời ngọn thảo bán bé cho em à nói tào lao nha hello xin chào mọi người à, hôm nay chào thảo chào chào qua đây tôi nói trước chào thảo chào anh hùng kêu em chào trước rồi má không mà chỗ ta làm thôi mày đi né ra luôn để cho em nó làm rồi nói rồi anh phái vô mà ngồi đang vô đang ngồi em bán không luôn mà cô giá lắm á không có mấy người coi à hai người à trời ơi từ hello xin chào mọi người em là Linh rồi nha em là Linh em là Linh lấy lĩnh hay Linh lẫn lơ có muốn tôi lẫn lơ với ông không Thảo không thức Thảo thẹn thùng hôm nay tụi em live stream Thảo thẹn thùng có đúng Thảo bán hàng mong mọi người ủng hộ em đó nha đó vô chào chào cả chào ta đi hello mọi người đúng rồi mọi người đi chào đi cười đưa cái hầm găng ra đưa mình ra tỏ nó nghe chào mọi người à đừng có a lên a gì mà a gì thôi bấm đi lên lại tắt đi góp ý cho em nói là đàng hoàng đi lắm nhỏ cái con chung vũ nè thờ á thì là mình là Thảo thẹn thùng đúng rồi ờ ông nói là mình là Thảo thẹn thùng đừng có a nhớ nha đừng a chưa để tao bấm khi nào mình quay á mình quay rồi mình về mình chỉnh sửa mình muốn a á ớ gì tại mình đó mà mình like thêm là vô lâu nhất luôn bấm cả không có bán cái từ từ đến tập bàn không có bán từ từ đến tập bàn bấm đi nó lấy cả để cho các bạn kỹ cái này bấm nhớ nha không bán ca không ngàn a đó xong chào chào nghĩa lắm luôn hết hồn hello mọi người em tên Thảo ha anh em cũng là Thảo Thiên Hùng bấm cái mở đúng á Thảo Thiên Hùng là bán cái lên Thảo Thiên Hùng phải lấy cái tay rồi em là Thảo Thiên Hùng nha Thảo Thiên Hùng làm gì sao vậy Thảo Thiên Hùng cho nó coi đi. Nè, đây, Thảo Thiên Hùng nè. Nè, hello chào mừng em là Thảo Thiên Hùng nha.
À, xin chào mọi người, em là Thảo Thẹn Thùng nha. Nhớ nè, 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 Thảo này đẹp quá. Thảo xinh quá, xinh quá. Bác gì cả, đó vô rồi. Ôi, ai biết mày luôn rồi bé, ai biết mày luôn rồi. Mẹ bé sành bành. Đó, bé mày. Đó là bé mày. Bạc bán đi. Dạ, bạc bán đi. Bé đánh chén nha mọi người. Rồi, đúng rồi, bạc đi, bạc bán đi. Để cho nó vô lại cái nhịp. Bạc lại từ đầu, bạc xó đi, xó đi. Bạc lại nó hả, bạc lại nha. Tất là chữ bà. Quyết định lại. Bây giờ quyết định lại, ông đừng nghe nhảy cặp nha, người ta đếm 1 2 3 nha. 1 2 3 4. Rồi. Thảo cái. Nhìn cái đầu cái. Nhớ cười đưa hộp nhanh vô sáng sáng. Rồi. Hôm nay em bán bánh tráng sốt bò bí đậu xanh. Đó, đọc hết nguyên chữ luôn xanh xanh. Đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó khoái nhìn. Quay qua cho bà má hai chào với bà má hai chào mọi người nha. Mọi người lên chim. Đó con đang lên chào mọi người. Chào mọi người nha. Hai có bán hủ tiếu xào chai con sáng nha. Chị hai có bán hủ tiếu xào. Đường Thảo là chào. Hủ tiếu xào chứ cái giá. Người ta ra chim. Chính cục hành thế nào. Một chút diễn đàn. Có đâu. Quay qua xỉa xỉa chê chê. Hả? Trời cười luôn cho ngon hình. Bây giờ cái răng. Cái đầu nó dính nguyên cộng hành rồi, không đưa tâm nữa, xỉa hả? Dạ, xỉa, xỉa đi đâu. Quay vô cái mắt hai rồi, có. Dạ, nè. Dạ. Lấy ra đi, quay mắt hai rồi, tao đâu biết xỉa lại. Mắt hai chào khán giả đi, chào khán giả. Chào khán giả. Mình là hai nè. Mình là hai nè. Có, không biết đây nè. Bác ơi, mình xào dây. Còn ai nhé. Bác ơi, ủng hộ cho tụi con. Nguồn nước mình. Không biết nè. Thảo nữa không? Cho mấy chim bụng bắt vô. Chết mẹ bị dính bẫy rồi. À để quay lại nè, uống nước cái đi cho tắm giọng. Em bấm giùm lại đây là mình nghỉ ngơi tí. Để em dừng lại cũng ổn. Mày không hết được tông, tôi bi không tình yêu. Làm lại từ đầu nha. Nghiêm túc đi. Khi nói là quay nghiêm túc thì đừng có giận nữa. Mẹ đi Thảo ơi. Rồi, từ từ bấm đây nè. Rồi, chuẩn bị vô trà. Coi hàm răng còn cộng hành không? Hết rồi. Rồi, chưa? Rồi. Nè. 1, 2, 4, 5. Rồi. Hello mọi người. Dê, dê cái. Bạn bán chén sơ bò bé cho mọi người. Xin xin nó đỏ cho mấy nhỏ đó. Nhiều bệnh. Bệnh này nó 6 ngàn bệnh. Sao ngàn bịch thôi. Trời ơi, nó bán 10 ngàn ăn thì thi gơi được chứ. Là đang lên chim đó hả? Ý là mình đi 6 ngàn à, nó rồi bán 10 ngàn. Đúng rồi. Đó, tiền xếp đó đúng rồi. Trời ơi, nó ăn nè. Nhỏ. Trời ơi, tớ muốn khạc đi. Nén cái mặt, em nén mặt bé ra. Ta thấy cái mặt bé mà cũng được rồi. Rồi bán cả. Cái này là đậu phộng nha mọi người. Bịch đậu phộng này bịch đến tầm 3 bán thì mắc chứ. Bán được hả? Bán 4 đồ. Bán bịch đậu phộng này là 20 ngàn một bịch nha mọi người. Bán gì đó. Người ta mua 4 chục có bà nội à. Bán 4 chục. Không, cái này mình giá 1 thôi à. Em cứ nói giá thì bình thường đừng nghe lời bé. Cái này là mình thử nghiệm thôi phải không? Không mà bây giờ mình hỏi thiệt nè. Bây giờ mình hỏi thiệt là bình thường là bán những món gì? Ai bán chảo nè, nồi nè. Chảo hả? Chảo. Từ trễ nè. Chảo cỡ anh hả? Chảo nhớ bé không? À bình thường là bán nói tóm lại là vật dụng trong nhà bếp đúng không? Son, nồi, rổ, rế là cũng giao đúng không? Thì em sẽ lại chuyên bán đó. Ý Hương cộng vô nhà, vô chào các bạn. Chào khán giả đang live stream. Đang live stream để cho cô Thảo con giả. Hello mọi người. Con là Hương Rèo. Hương Rèo là heo rừng đó. Thái độ đi. 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 Thái
tiếp con khác coi. Thôi bên đây tiếp đi. Tại nó nói em nói giá gì cũng được, cái này mình thử nghiệm thôi biết không? Rồi bắt đầu vô làm lại nè. 1, 2, 3 hello mọi người lại. Trong cuốn này đó là hello mọi người, em là Thảo Thiện Phụng. Nghiêng nghe không? Nè nè, nghiêng cái đầu lên. Nghiêng cái đầu. Rồi làm lại cái trường hợp coi. Làm gì bị gì? Chị cũng lao đi viên, sợ không được. Đây con à. Cái cái nó bụng. Ừ, tự nhiên lai chim nó bụng vậy. Rồi chạy đi đấy. Không được, không được. Không. Con à. Nó. Thì gì không? Bây giờ cái dáng em lại. Em lại. Sao em? Cái gì lấy mấy chim mà tự nhiên đi đâu không nổi ư? Mà giờ tao đi được không? Em lại nói đi. Đi đi. Cài ổng. Em cà. Người ta chào cà, hỏi cà. Người ta hỏi cà đó nhiêu cà. Thôi đi xíu đi. Cố đầu tiên ông cầm cái nước này nè. Cố đầu tiên cầm cái nước mỗi một thanh ông. Cái đau bụng nó ỉ đó ông. Không sao. Không sao hết. Quá. Nhưng mà có gì mà bài nó mất ỉa hay vậy? Mày luôn. Mày bóp con đau bụng mày biết. Ông là đúng không? Tao lao phụ con à. Mày bóp cái đau mày. Vậy mày nướng rồi. Thôi, tao muốn đi. Mày bóp cái chậu của mày biết đi. Tự nhiên tao bảo ấy. Sống chưa? Chưa, xin nữa, đau bụng quá. Sáng giờ có ăn gì đâu, nó đau bụng quá. Đi sâu. Ở chưa xong chưa? Nãy giờ có đi ăn sáng với ông Hùng rồi không? Có ăn sáng đâu. Sáng chưa ăn gì cũng đồ sáng giờ bún mì cho con ta ăn. Để con ta ăn lại đi em rồi. Sợ chưa? Giờ là nè. Tới sau nè, anh có ngày trước rồi. Nè, bấm nha. Bây giờ. Gì nữa? Chưa chứ. Gì đâu bụng quại bà nội. Bụng quại vậy mới đi mà. Em lại. Ờ, ta ép với anh gì nè. Nè, giúp lên. Giúp bụng lên. Em xuống. Giúp bụng lên đã hết nè. Đâu đi nước. Bụng no đúng không? Uống nước nhiều nhiều cho nó nổi lên cái bình mò. Đúng không? Mình uống nhiều cái nó nổi chưa lên. Nó nổi cái tủ lên á. Làm nó no. Đúng rồi, nó uống nhiều. Đúng rồi. Ông này uống nhiều vô nó nổi. Không. Đúng rồi, bụng đói mình uống nước cái nó nổi cái tủ lên em hiểu không? Nó nổi cái tủ lên nó đầy lắm. Nó no. Giá của quả ấy của ta. Dạ bây giờ tiếp tục bấm cà, bấm cà. Ông bé phải cái bụng cãi đó. Bấm cà. Bấm cà. Trời biết bấm. Tại em đó. Sắp chậm. Bà hổ chưa rồi. Nghĩ giúp bà tay chứ. Chưa rồi em. Dạ chuẩn bị. Bấm nè. Chưa. Cái này là mày phải nhờ anh bé. Chưa là chưa. Chưa là chưa. Bấm cà. Lai chim là không có bấm được lên. Cái gì? Thì tới. Ai kỳ vậy là lai chim bướng cái này lên kỳ. Thì đúng rồi, tôi bấm cái cây đỏ. Đó. Đi nữa hả? Ê, nó đi nữa kìa. Quá trời ơi. Dạ dạ. Ai vậy? Quý Linh với ai? Quý Linh ngồi lên xuống đi tao. Em tin đâu. Thảo lên cho nó đi rồi. Đâu. Không nghe. Nó đặt lại chim rồi. Mà đi 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 đi. Đi đi. Đi lẹ nó nói ơi chú. Nó mùi sắp sắp đi ngoài đi. Ồ. Mới bắt mỏ lên. Bắt mỏ lên. Bắt mỏ lên. Em. Chị mà có gì vậy? Có người ta. Không cho nó đi ngoài đấy. Anh con bố hồn cái ông bỏ cái gì vô cả. Ông bỏ nhiều không đi hoài không. Không được nữa chưa ăn gì. Không sao cái này là mình biết sao. Cái này là nó giống như là để ta sạch chuột vậy. Chút rồi tao hút rồi từ đây tao tốt sức khỏe. Từ đây tao tốt rồi hút 18 lần mai nó bệnh luôn. Ô cái này tao muốn đi. Nó sạch ruột, nó sạch ruột, em hiểu không? Không sao đâu. Nó uống nó sạch ruột rồi, lấy thứ tối nó uống 18 là mai nó mai nó nằm. Cái này chắc nó uống thử lên, uống thử lên. Uống nữa đi theo nó có cây cầu một. Đúng rồi. Thảo ơi. Xong chưa? Nó sao mà bây giờ mà. Bây giờ bấm á, bấm á kìa. Bây giờ lại tìm phải có cái nó không vậy đó. Bình thường là đi xong. Cái lúc mà hai đứa nào đây? Có bấm không? Tắt rồi, yên tâm. Là cái lúc mà hai đứa địch đó phải không? Địch. Con này địch đi với ta. Có không? Không. Đừng cần nghe. Đúng rồi, hãy xuống cái tiếng rồi. Xong á, cái gà cái chị uống vô cho nó tiêu rồi. Thôi, uống nữa đi nữa. Không có.
thiệt, nghe lời chị đi. Bị mắc nước á, bị nhiều quá. Bị nhiều nó mắc nước đúng rồi, hồi bữa tao mắc nước tao đi bác sĩ. Mình phải uống nước nhiều nhớ. Thôi đúng rồi, uống nữa. Có cả bác đi cầu nhiều rồi. Thôi đừng uống nữa hả? Uống miếng nữa nó bị mắc nước. Rồi, bây giờ mình phải làm lại từ đầu đi. Đưa bấm què gì cả. Hả? Trời ơi, lên chơi. Ăn gì mà nhậu. Cái đó đi ai là chuyện, mình bán cái đó. Vậy là nhớ kêu. Một liền ớt gì nữa đây nữa nè. Nhớ kêu ớt chồng. Kêu ớt chồng hả? Đó là thảo làm ta. Đừng có giảm nhạc cái đó vô. Ai chìm lửa đó lên chìm đó. Mà bán cây chà 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 chà. Bấm lại thêm á, bấm dạ, lại thêm là chết luôn á. Có đi nữa không? Người ta bấm à, nổi không? Vậy nhắc lại thôi, tao xuống với tao ơi. Ông bé không thể đi gặp nữa đi chứ. Trời. Đi hoài đi, xuống quỷ gì vậy? Mở số kia cho nó uống đi, tao qua luôn mày bà. Lúc mà hết cái chai này chắc. Bữa nào nhầm bé nó uống bữa. Ông bà lao lắm, rồi đây sao ông nước không dám uống đâu. Không, em đưa cho. Khỏi, khỏi. Nước tự làm, tự uống mà. Em, anh không đưa nước em nha. Từ từ, ta đại tới cái chút hấp dụng. Nãy giờ có lời khuyên không vậy? Không, em sao mà, sao mà, hãy bấm cho nó ép để bớt. Người nó ép dầu đó, ép sao nổi. Ông này, sao mà. Người nữa, chắc nó phà lại đây luôn sao ta. Quỷ ơi. Cũng cười nha. Tự mai mà mày bây giờ tao có đủ mặt rồi, cái anh em tao chỉ cho không chịu. Là như vậy là xảy ngọ rồi. Thấy rồi sao? Bấm 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 điện lên, bấm đi. Tao mua quá trời nhiều luôn. Đúng không? Thấy không? Tiếp,
người đó mua sao? Áo tập đó mà. Coi có rửa gì, rửa đi kỹ đi. Quá rồi, bấm lại nè, bấm lại. Đi nữa không? Bấm lại rồi đó. Nó bụng đi nha. Dạ, lên vú lên nè. Kèm lên. Vú lên. Đánh cái bụng nè, đánh. Càng gì uống nước nhiều nó nổi lên nè. Nhiều uống miếng nước luôn đi cho nó tiêu. Miếng lên nè. Ờ, xíu đi mà xíu. Nhưng mà bấm rồi. Lại rồi, kém lại. Hết cái gì. Ha 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 ha